Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn tạo cái gian hàng cá nhân trên cái ứng dụng Oriflame. Có nhiều cái cách tạo gian hàng trên Oriflame. Ví dụ như là các anh chị có thể đăng nhập trên website Oriflame bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc bằng máy tính. Nhưng ở đây thì cái đa số các anh chị dùng điện thoại và cũng rất là nhiều các anh chị dùng cái ứng dụng Oriflame. Nên để đơn giản thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị tạo gian hàng cá nhân trên cái ứng dụng Oriflame. Nếu anh chị nào mà chưa tải cái ứng dụng này thì các anh chị vào cái mục CS Play trên điện thoại Android hoặc là vào cái store trên iPhone để tải ứng dụng Oriflame về cài trên điện thoại của mình. Sau khi cài ứng dụng Oriflame thì anh chị mở ứng dụng ra, đăng nhập bằng mã số và mật khẩu của mình. Sau khi đăng nhập thì mình sẽ mở ứng dụng này ra, các anh chị quan sát như thế này. Các anh chị sẽ thấy cái nút gian hàng cá nhân ở ngay ở hàng đầu tiên phía bên tay trái. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút gian hàng cá nhân ở bên tay trái ở phía trên cùng á. Rồi bấm vào gian hàng cá nhân. Các chị bấm tiếp vào nút bắt đầu. Mình bấm vào nút bắt đầu. Rồi ở đây có hai cái lựa chọn. Các chị có thể lựa chọn cái mặc định sẵn của trình duyệt. Đó là cái tạo sẵn cho các chị cái đường link của gian hàng. Hoặc là các chị sẽ tạo cái gian hàng, cái tên gian hàng mới của anh chị, tức là cái đường dẫn đấy. Ở đây các anh chị báo chú ý là khi tạo tên cái gian hàng cá nhân này, các anh chị sẽ viết bằng các ký tự là không dấu, không dùng các ký tự đặc biệt và không có khoảng trắng. Ví dụ như đây mình tạo như thế này, Phạm Hoa chẳng hạn, Ori chẳng hạn. Đó. Hoặc các anh chị có thể tạo cái, có thể thêm cái ký tự là gạch ngang thế này. Đó, ví dụ vậy. Mỗi một cái lựa chọn này là duy nhất. Nếu các anh chị không tạo được thì điều đó có nghĩa là người khác đã tạo rồi và các anh chị sẽ đổi một chút đi. Sau khi đó các anh chị bấm vào cái nút trang tiếp. Mình bấm nút trang tiếp. Rồi ở đây thì có cái lựa chọn như thế này. Các chị có thể bấm vào cái nút logo chữ F, tức là kết nối Facebook đấy. Sau đó các anh chị điền thông tin. Hoặc các anh chị có thể làm sau. Ở đây mình sẽ để đơn giản thì mình sẽ bấm vào nút trang tiếp. Mình bấm nút trang tiếp. Tạo ảnh đại diện. Ở đây thì nếu như đối với anh chị nào ở trên cái ứng dụng Oriflame mà các chị chưa tải cái hình đại diện của mình lên thì tốt nhất là các anh chị nên đưa một hình đại diện của mình lên. Các anh chị bấm vào cái này, sau đó các anh chị bấm vào nút thêm mới. Các anh chị lấy cái ảnh đại diện nào các anh chị thích trên điện thoại, sau đó các anh chị tải lên. Sau khi tải hình đại diện lên thì các anh chị bấm vào nút trang tiếp. Ở đây các anh chị thấy là có một cái lời giới thiệu, lời giới thiệu mặc định của website đã tạo sẵn cho các anh chị. Ví dụ như là xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm gian hàng cá nhân của mình, vân vân. Các anh chị có thể hoàn toàn sửa những cái từ, cái câu từ trong này hoặc là viết hoàn toàn mới, các anh chị tùy thích. Sau khi các anh chị biết cái lời giới thiệu của gian hàng của mình thì các chị bấm vào cái nút thiết lập gian hàng. Bấm vào nút thiết lập gian hàng màu xanh. Mình sẽ bấm vào nút thiết lập gian hàng màu xanh. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái gian hàng. Những cái gian hàng này thì chưa có sản phẩm. Và đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái danh mục sản phẩm và đưa sản phẩm vào cái gian hàng của mình. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút quản lý danh mục sản phẩm. Bấm vào nút quản lý danh mục sản phẩm. Rồi ở đây, nhưng mà trên điện thoại của mình thì nó đang hiện một cái dòng, đó là chúng tôi sử dụng cookie để nâng cấp trải nghiệm trực tuyến tốt hơn. Tốt nhất anh chị bấm đồng ý để cho nó khỏi hiện nữa. Bây giờ chúng ta bước tiếp theo là chúng ta tạo cái danh mục sản phẩm. Các danh mục sản phẩm ví dụ như là trang điểm này, chăm sóc cá nhân này, dinh dưỡng này, hoặc là wellness này, vân vân. Như vậy các chị có thể tạo được 5 cái danh sách sản phẩm các bạn yêu thích. Và mỗi một cái danh sách sản phẩm đó, danh mục sản phẩm đó thì các anh chị có thể thêm được tối đa 8 sản phẩm. Bước đầu tiên mình tạo cái danh mục sản phẩm. Các anh chị bấm vào nút dấu cộng. Bấm nút dấu cộng màu xanh. Bấm nút dấu cộng màu xanh. Rồi có cái dòng là tên danh sách. Các anh chị điền cái danh mục sản phẩm vào. Ví dụ như là
ở trang điểm này, hay là dưỡng da này, hay là wellness này, vân vân. Ví dụ như mình là điền là trang điểm rồi, sau đó các anh chị nhìn phía dưới, các chị thấy là có 8 cái khung mờ mờ đấy, là như vậy các anh chị có thể ta thêm được 8 cái sản phẩm vào đây. Bây giờ mình lần lượt thêm các cái sản phẩm mà mình yêu thích vào cái danh mục trang điểm. Bước đầu tiên thì các anh chị bấm vào cái nút dấu cộng màu xanh ở cái ô có hình mờ mờ, rồi bấm vô nút dấu cộng. Các anh chị điền cái mã sản phẩm mà các anh chị yêu thích. Ví dụ như là mình điền một cái mã sản phẩm về trang điểm 32577, 32577. Rồi sau đó chị bấm nút tìm kiếm. Không, mình nhầm rồi, không có cái sản phẩm này. Mình sẽ tìm một cái sản phẩm trang điểm khác. Đây rồi. Ví dụ như cái mã sản phẩm 36140, 36140, rồi bấm tìm kiếm. Rồi có rồi. Đó. Đối với cái sản phẩm tiếp theo, các anh chị tiếp tục bấm vào nút dấu cộng và thêm mã sản phẩm tương tự như vậy. Sau khi điền các cái sản phẩm như vậy rồi thì các anh chị kéo xuống phía dưới, các anh chị bấm vào nút lưu để lưu lại. Bây giờ mình bấm vào nút lưu màu xanh, chữ trắng màu xanh, chữ trắng trên cái nền xanh rồi mình lưu lại, bấm vào nút lưu. Rồi như vậy là sản phẩm đã được lưu lại. Bây giờ mình tạo một cái danh mục tiếp theo thì làm thế nào? Bây giờ ta lại bấm vào cái nút trang chủ, mình quay lại cái trang chủ. Nhưng ban đầu cái hình ngôi nhà ấy, cái nút mà hình ngôi nhà ở dưới cùng bên tay trái. Rồi mình lại vào gian hàng cá nhân, bấm nút gian hàng cá nhân. Đó. Ở đây thì sau khi lần thứ hai các anh chị vào thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các anh chị có thể nhìn thấy cái hình chiếc bút. Các anh chị nếu muốn sửa cái đường link thì các anh chị bấm vào cái chiếc bút này để sửa, nhưng mà tốt nhất là các anh chị không nên sửa nhiều, chúng ta chọn một lần, bởi vì sau khi các anh chị đã chia sẻ mà các anh chị sửa lại thì những cái người được chia sẻ trước sẽ không nhận được nữa, nên là các anh chị chọn một lần. Bây giờ các anh chị thêm một cái sản phẩm tiếp theo, các anh chị bấm vào cái nút quản lý danh mục sản phẩm. Các anh chị bấm vào nút quản lý danh mục sản phẩm. Đó. Như lúc nãy mình đã tạo cái danh mục là trang điểm, bây giờ mình tạo một cái danh mục khác. Ví dụ như là sản phẩm chăm sóc sức khỏe wellness chẳng hạn, mình tạo một cái danh mục wellness. Rồi. Sau đó mình kéo xuống phía dưới. Các anh chị cũng giống như lúc nãy, các anh chị có thể thêm tối đa 8 sản phẩm vào cái danh mục này. Các chị thêm sản phẩm đầu tiên, các anh chị bấm vào cái dấu cộng trên cái hình mờ mờ đấy, có cái nút dấu cộng, anh chị bấm nút dấu cộng. Sau đó các anh chị điền cái mã sản phẩm vào, ví dụ như là 36799, 799. Sau đó các anh chị bấm vào nút tìm kiếm. Đó, sau đó anh chị bấm vào nút thêm vào danh sách. Thêm vào danh sách. Rồi mình lại nhầm tên sản phẩm rồi. Nhầm tên sản phẩm rồi, mình sẽ chọn một cái sản phẩm wellness khác. Bây giờ mình không thích sản phẩm này, mình có thể xóa đi. Các chị bấm vào cái nút gạch chéo. Đấy, bấm vào gạch chéo. Bây giờ sau đó là mình lại bấm vào nút dấu cộng. Bây giờ mình điền cái tên sản phẩm. Ví dụ như mã sản phẩm đây là 32557. 32557. Bấm vào nút tìm kiếm. Rồi, như vậy nó lên tên sản phẩm là đúng rồi. Các chị bấm vào nút thêm vào danh sách. Bấm vào nút thêm vào danh sách. Đó, như vậy là chúng ta đã
có sản phẩm thêm vào cái gian hàng cá nhân của mình. Các anh chị làm tiếp theo các bước giống như vậy đối với các sản phẩm tiếp theo. Sau khi các anh chị thêm đủ các sản phẩm thì các anh chị kéo xuống phía dưới và các anh chị thấy cái nút lưu lại. Còn sản phẩm nào các anh chị không thích thì các anh chị bấm vào cái nút gạch chéo rồi các anh chị xóa đi và thêm lại mới. Cũng rất dễ dàng. Bây giờ mình bấm vào nút lưu. Rồi như vậy là xong. Bây giờ thì sau khi đã tạo được cái gian hàng cá nhân của mình rồi thì các anh chị sẽ lấy cái link, đường link các anh chị chia sẻ, giới thiệu cho bạn bè của mình bằng cách đơn giản là các anh chị bấm vào gian hàng cá nhân. Bấm gian hàng cá nhân. Ở đây các bạn, các anh chị thấy là có cái nút, có cái đường link đấy, https://www.oriflame.com/vân vân. Các anh chị có thấy cái nút cái khuy màu xanh đấy, chị bấm vào đây để sao chép, bấm vào đây, bấm vào cái nút này để sao chép. Đó, như vậy là cái đường link đã được copy và các anh chị có thể là chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên Messenger, chia sẻ lên Zalo hoặc là gửi cho bạn bè của mình qua các cái phương tiện mạng xã hội. Qua cái phương tiện mạng xã hội là khá đơn giản. Sau khi các anh chị đã tạo được cái gian hàng như vậy và các anh chị copy cái đường link, các chị copy cái đường link gian hàng của các anh chị đấy, ở cái ô oriflame.vn vân vân và bấm vào cái nút màu xanh, nút màu xanh có cái hình chiếc khuy đấy, các anh chị chia sẻ rồi, khi có bạn bè các anh chị mà đăng ký mua sản phẩm thì các anh chị có thể vào cái website của Oriflame để các anh chị quản lý. Ví dụ ở đây các anh chị sau khi đăng nhập vào website Oriflame thì các anh chị bấm vào cái nút hệ thống này, hệ thống này, sau đó các anh chị bấm vào nút quản lý hệ thống này, các anh chị kéo xuống phía dưới đấy, thì anh chị sẽ thấy có cái nút là tất cả khách hàng trực tuyến, các anh chị bấm vào đó, các anh chị chờ một lát và các anh chị bấm vào cái nút kỳ hiện tại hoặc là bốn kỳ gần nhất. Ví dụ đây là cái kỳ hiện tại, các anh chị bấm vào nút xem báo cáo, để xem các khách hàng nào đã đăng ký mua sản phẩm của các anh chị và các anh chị có thể liên hệ với họ. Xin chân thành cảm ơn các anh các chị đã theo dõi.